thử thách dành cho team của tụi mình. Đó chính là tạo dáng cung chị Trinh. Tụi mình sẽ cùng nhau lên Instagram của Ngọc Trinh và tìm ra những tấm hình mà tụi mình ưng nhất, thích nhất của chị và sẽ cosplay lại. Và cuối cùng xem là ai sẽ là người thần thái nhất, gợi cảm nhất và đạt được tới cái đẳng cấp của chị. Và bạn đồng hành của tụi mình là chiếc Realme 5 và Realme 5 Pro. Và để xem là chúng mình sẽ xoay sở như thế nào để đạt được thần thái như chị nha. Thôi let's go. Thôi bây giờ đi nhanh lên, đi nhanh lên con đi nhanh lên. Tao mày qua đây. Ở đâu em tìm được góc nào giống mình chưa? Trời em thấy đây rồi, cái hành lang này lên đi đẹp lắm. Cái hành lang này là y chang luôn. Đó thấy chưa, hành lang hơi bị giống. Mà chị đang có vấn đề đó là nó hơi tối em mới sao chụp được. Trời đất ơi chị ơi, hôm nay xài Realme 5 hiểu không? Có 4 camera lận, camera macro, xóa phông hay là góc rộng gì cũng có hết, khỏi lo. Để bây giờ chụp kiểm chứng thôi, kiểm chứng. Giờ đứng góc nào? Đây đi. Thần thái lên em ơi. Rồi rồi rồi, đúng đúng. Nhảy nhảy nhảy. Đẹp nghiêng lên xíu nè, nhảy. Rồi, nhảy tiếp, tăng 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 tăng. Em chụp nè, chụp, chụp. Rồi, chụp đứng yên ngước lên. Đúng rồi, thần thái đó. Trời đất ơi, con nhà đẻ ra mà đẹp sắc nước hương trời. Vậy nè, trời đất ơi, vậy mà ế nè, tin được không? Trời ơi, nhảy. Và chỗ này thì nằm sẽ đọc ở thao điện quận 2. Thì cái chỗ này thực sự á, hôm nay bị xui lắm. Mưa to, nãy thì không có mưa, thì giờ mưa to quá trời, nhưng mà kéo bạc nó mất ánh sáng luôn. Và cũng rất là may mình chọn cái tấm hình chị Ngọc Trinh chị ở chụp buổi tối, trong già là ánh sáng màu vàng, cho nên là quá đỉnh. Và hôm nay mình đã chọn một cái bộ xui màu đen. Mình biết là chị mặc xui trắng, mình không có tiền mua xui đen, tại mình sợ dơ. Chứ thêm một cái như là chị mặc chị khoét á, còn mình thì không có gì để khoét hết. Mình không à, không có gì, không có một cái gì. Người ta đuổi mày ra luôn. Không có một cái gì để khoe hết, cho nên là thôi quyết định vẫn kính động công có đường. Và thôi chụp chỗ này đi ha. Vô. Chụp là phải chụp chuyên nghiệp nha, chụp không chuyên nghiệp là tôi chửi đó, tôi rất là khó tính. Tôi quá mệt mỏi rồi. Trời ơi, cái chân đặt sai rồi. Hả? Dài ra. Ừ đúng rồi, cái thần thái sai rồi. Chị Ngọc Trinh nhìn xuống dưới chứ đâu có nhìn lên trên. Không ai chụp vậy hết trơn. Ngọc Trinh tôi không làm vậy. À bắt nét định cao quá. Tối nhưng mà chụp lên rất là sáng mặt nha. Cái chân bên kia, lộn chân rồi, chân bên kia. Ừ đúng rồi đó, đúng rồi. Chân cái chân mình ngắn quá nha, mày kéo cái chân dài ra coi. Chị Ngọc Trinh người ta chân dài, chân nhiều ngắn vậy? Tao hết chân rồi. Chân tao thì có nhiều đây thôi. Trời. Chịu không chịu thì thôi. Mặt chị Ngọc Trinh rất là nhỏ nha. À, mặt nhỏ. Mặt mày hơi bự, hóp vô, hóp vô. Ừ. Thần thái chứ không phải thần kinh nha bạn. Hả? Ừ. Ok. Trời được không? Chụp quá được luôn á. Mặc dù là thực tế là có một cái vấn đề là cái tấm thứ hai luôn rất là cố gắng, nhưng mà vẫn không thể nào làm được như chị Ngọc Trinh, tại vì photographer của chị đỉnh quá. Trời ơi, người ta chân người ta dài 8 mét. Ừ, người ta còn mang giày cao gót. Ừ, rồi cái bộ xui của chị, cái bộ của chị là may, cho nên là nó sẽ thẳng xuống, còn mình là xui mua mướn, à xui mướn 200.000 một ngày. Cho nên là nó không có tôn dáng được như cái của chị, nhưng không mà giàu, không chơi lại. Ừ, không giàu bằng chị, nhưng mà thôi như đây là cũng ok lắm rồi. Thì mình sẽ ấy là con hát chủ bài là con của cô. Ghê không? Thấy tính ra là chỗ này thực tế rất là đẹp nha. Ở trên đây là sẽ có rất là nhiều kiểu shop quần áo nè, đồ ăn, thấy có rất là nhiều đồ ăn luôn, có Thái Lan luôn nè. Ừ. Mà ở đằng kia là tao thấy là có cả một cái công ty thiết kế nữa, công ty design nữa. Trên đây có quán bar mà, thậm chí trên ở đây còn có bán vét nữa. Wow. Ở đây còn có bán vét nữa, nhưng mà kiểu những cái khu phức hợp này thì rất là nhiều. Nhưng mà ở đây có nhiều cái nhà hàng chưa mở, mà nếu mà mở chắc là với lại ở đây có một cái là giá nó hơi mắc một chút xíu, bởi vì là khu người Tây á mọi người, bán theo giá Tây. Có salon cắt tóc nữa. Ồ, chỗ này đúng là phức hợp luôn á. Ở đây có cái chụp ảnh cưới, ở đây có salon tóc luôn, xuất sắc. Cầm lên xíu, con cầm xéo xéo á, cầm xéo xéo như chị giống bị bút thật dịch vậy nè. Không chị hiểu không, đánh qua vậy nè. Chị hiểu không, tức là chị sẽ bay như vậy đó, thì cái cầm nó xéo xéo lên xíu nè, xoay bấy á, xoay bấy á. Ừ đúng rồi, rồi vừa thôi. Tiếp lại. 2, 3. Mình không biết cái đội kia như thế nào, nhưng tụi mình có một concept chủ bài không ai làm lại, không ai làm lại, không ai nghĩ ra, không ai nghĩ ra. Vô biến hình. You wanna be on top. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê. Rồi chuẩn bị vô, vô thế. Vô cười, cười tươi lắm. Em có để tay vậy không? Không không, để vậy nè, để vậy nè đó. Không kiểu đưa lên gãy đầu á, đưa lên gãy đầu á. Trời đất ơi, đội kia sao mà làm lại được.
để kéo máy xuống tí chị Trinh, máy lúc đó chị để máy bằng, tại vì tụi mình nhắm là tụi mình sang không được như chị Ngọc Trinh rồi, và cho nên tụi mình quyết định là theo concept là chị Ngọc Trinh lúc mà còn thở hàng vi. Lên lên tí, lên tí, không cao người lên, cao người lên nữa, đúng rồi, đúng rồi. Tướng rất là khổ, mặt lam lũ tí, lam lũ tí, lam lũ tí, không kiểu lam lũ tí nữa, cười trong sáng, cười trong sáng, lúc này mới 18 tuổi thôi. À trời, mất công mặc đồ đẹp đẽ chụp góc toàn đi đó, ở đây chụp góc toàn nha lên. Đó, chụp cận cũng được nè, chân dung sát người luôn nè, rộng cũng được nè, đó trời đất ơi quá đỉnh luôn. Chụp được không vậy, chụp được không vậy, bốn camera không có góc toàn là kỳ lắm nha. Đó, này nè, nó còn hiện chân dung AI, thấy không, AI hiện một phát là lên chân dung liền luôn. Rồi chụp sáng giờ hết pin, như chụp lẹ đi hết pin bây giờ. Nãy giờ chụp quá trời, còn 87% á. Thôi thôi thôi, chụp đi thoải mái. Đó, xóa phong xuất sắc luôn. Nó không da mịn màng. Đẹp, 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 đẹp. Đẹp, tính ra là cái này chụp ngoài trời rất là đẹp. Nhưng... Ê, chụp sai rồi, chị cúi xuống nhìn không có thấy mắt. Lại. Ở đây đồ ăn nó không có quá nhiều. Ý là nó là không phải là một cái khu phức hợp cho giới trẻ chứ lắm. Đây là khu phức hợp cho Tây. Ừ, phức hợp cho Tây. Thực ra là nó đẹp chứ. Mình thấy là nó khá là giống với lại cái zone 8 mấy, zone 89, 81 gì đó. Nó giống một cái khu phức hợp bên Thái Lan. Vậy hả? Ừ, tao đi cái ở bên Thái Lan thấy y chang luôn, cái gì đều nhỏ hơn thôi. Ở đây thì cũng có nước, có đồ ăn, nhưng giá thì sẽ hơi cao. Đúng rồi, tại vì ở đây Thảo Điền mà các bạn nha, các bạn ha, cho nên là nó cũng hơi mắc tí nhưng mà cũng không tới nổi. Nói chung là ở đây có khá là nhiều quầy bán đồ ăn ấy, sau lưng mình là một quầy bia. Bia nhưng mà có bán đồ ăn. Và mình có gọi một quầy đồ ăn xoài, đủ nhiệt đới và có kem nữa. Nói chung mình thấy ở đây ok lắm luôn á. Xịn sò nhờ. Có bán quyền xe bia luôn, tí mình kêu bia uống. Ừ, mấy cái xe bia là để chị đi, chị cầm bia chị đi tiếp luôn. Thôi, chị đi tiếp luôn, nhìn chị là giống lắm. Mấy bạn ơi, đồ ăn tới. Mấy con xe sẻ bắt đầu bay à. Tới, bay xe tới. Xe sẻ. Sương. Đi sương sương kỷ niệm, đi chơi sang chảnh. Đi chơi cosplay chị Ngọc Trinh. Không idol, không? Idol, idol. Ngọc Trinh là idol của tụi mình. Tụi mình rất là thích Ngọc Trinh. Thấy thiệt, đáng thiệt. Ngọc Trinh ít cười lắm mấy đứa. Ngoan hở răng lạnh thôi. Gió thổi nè, gió thổi nè. Nghiêng, 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 nghiêng. Bao nhiêu? 75. Ừ đúng rồi, mới tính nói ống hút này là ống hút gạo. Nãy quên khoe ống hút gạo. Nghe nói mua được mấy bộ hình để đời. Ừ. Ồ, tính ra tụi mình đầu tư đầm váy xuống xa xuống xính, cuối cùng hình nó đơn giản nhất mà đẹp nhất. Trời. Nghe mà tao tức vậy á. Mà không, mà, tại vì tụi mình lười mọi người à. Mọi người có biết á, là cái tấm hình đó của chị Trinh nó phải lôi. Nó lôi khí thế lôi luôn, nó mới được cái tấm hình đó. Sao? Đẹp nhất đó. À có nĩa. Ờ anh mang chậm quá. Không sao. Nhưng không sao. Ăn cho nó gần gũi. Ăn nó gần gũi. Ở đây thấy rất là được mà, dáng hơi cao một tí thôi nhưng mà cũng phải chấp nhận các bạn ạ. Tại vì một cái khu này xây lên thì người ta sẽ tốn tiền mặt bằng, người ta phải đấu thầu này nọ rất là nhiều. Nên là giá hơi cao một tí thì vẫn chấp nhận được. Và đây sẽ nằm ở số là 19 Trần Ngọc Diện, quận 2 Thảo Điền. Và các bạn có thể tới đây, nếu mà cuối tuần muốn đi chơi, chụp hình, có ảo sương sương, anh uống gần bạn bè. Hãy tới đây, nhưng mà nhớ là đừng có nhắc hàng hồ bạn kia vô đây chụp hình. Nó không chụp không được rồi, cãi nhau chia tay. Thôi vậy thôi, video của tụi mình đã là kết thúc. Trải nghiệm của tụi mình ở Vlog quận 2. Các bạn nghĩ sao thì nhớ để lại bình luận cho tụi mình biết nha. Và cùng với chiếc là Realme 5. Ai là người có bộ hình mà cosplay giống Ngọc Trinh nhất, cái thần thái nhất, thần thái nhất, sang chảnh nhất, gợi cảm nhất. Chị nghe nếu mà sang chảnh với gợi cảm thì chắc là Hugo thua rồi. Mới tính nói là Hugo. Nhưng mà giống nhất, giống với bản gốc nhất, vẫn giống với cái tấm hình mà tụi mình đề xuất nhất. Chờ thì hãy comment cho tụi mình biết. Ừ, hãy post dưới cho tụi mình biết nha. Bye bye. Tiếp theo nếu các bạn muốn tụi mình cosplay ai thì hãy comment ở dưới cho tụi mình biết luôn nha. Rồi tạm biệt mọi người. Đừng quên subscribe cho. Hey Chino. Chào đi Hugo. Bye.